Cái biểu hiện của con bé này với cái câu vậy hả của con này là em thấy em lo cho ngày hôm nay của em rồi. Tin, Văn Tin, nó Văn Tin. Trời ơi Văn Tin, em có lại hồn. Chào. Em thấy cũng không hay. Không hay luôn, không đúng hay. Rồi, tại vì cái mặt quạo quá không hay. Tại vì ca sĩ á, đứng trên sân khấu mặt tươi, ta khoái, ta nghe khác dở cũng phải đứng coi, con này quạo thôi đi về không hay. Nhưng mà nhiều khi có những ca sĩ họ hát nhạc buồn, tâm trạng cái mặt câu có quạo quạo gì cũng được vậy. Trong tình yêu là chỉ có buồn này kia không có quạo không nha. Không quạo. Trên bài hát thì không được như vậy, nhưng ngoài đời là quạo đánh được đó. Đúng. Hay mấy cái vụ vũ phu này kia hay đánh người. Ủa là bạn hay bị quạo bị đánh ngoài không? Không bao giờ nha, không bao giờ mấy mình lấy đi cà phê đâu mà quá ngồi rồi chia sẻ nhau. Đây đây ta tập trung cái chuyện ta ca nhạc. Gia đình tôi, gia đình hai đứa từ Hà Nội vô chưa nói câu nào. Tôi gây lộn mà. Đúng không anh? Tại vì cũng phải để cho bên đây nói trước, để bên đây hai nhân vật mới tin lần đầu đến với chương trình em nắm là... được cái tinh thần. Em lên đường em wow lắm á. Sao Quốc Anh, em thấy bạn này thế nào? Em nóng quá em quên rồi, nói dạ, em thấy bên kia phân tích không đúng đi nào. Em không thấy đúng. Không đúng. Sao lại không đúng em? Chứ sao mới đúng? Tại thấy anh ấy làm mộc chứ làm ca sĩ đâu. Nhiều khi quạo người ta không quạo cho công việc, đâu phải quạo trong nghề hát đâu. Ừ, thằng nhỏ nó vẫn tưởng thằng này làm thợ mộc thiệt anh ơi. Thiệt hả? Thằng ấy hát. Khi em vừa nói câu đó xong, anh thấy mặt bé La Hương ngơ ngác. Vậy là sao? Mấy ngơ ngác. Cái biểu hiện của con bé này với cái câu vậy hả của con này là em thấy em lo cho ngày hôm nay của em rồi. Trời ơi trời, những con người ngây thơ. Ủa, nghĩa là anh nghĩ là ca sĩ thật. Trước khi mình đi đâu nhá là mình phải tìm hiểu, hiểu không? Dạ. Phải biết, cứ như là người ta bảo rằng là đấy. Đường lên, hôm mất nay, nhớ. Hôm nay đường nó vào đầu tao nhiều tao không nói được. Có nghĩa là nhập gia là tùy tục, em hiểu không? Dạ. Em bước vào trong gia đình này em phải hiểu đấy là bố trí nhiều cái cạm bẫy. Làm sao mà có thật gì ở đây? Thợ mộc gì mà mặt kiểu đấy? Mặt giống thợ mộc mà anh. Nó vẫn cãi em anh ạ. Em hỏi dân chuyên môn đây. Sao em thấy sao? Em có giống, em có nghĩ giống Quốc Anh không? Giống chị ạ. Thợ mộc. Chắc cũng thợ mộc thật. Em bốc ráp cho anh lên vậy. Lo cho Thành của em ơi. Lo chóng mặt mà đồng đội chết rồi. Lan Hương, bây giờ mình bỏ cái yếu tố là công việc thợ mộc thật hay không đi nha. Thì em nghĩ rằng cái bạn này hát hay hay dở? À, em nhìn trên cái màn hình ý thì rõ ràng là cái bạn này không hát mà chỉ là đối thoại với cả cái người kia thôi. Và có thể là người kia lúc ý đập cái bàn này có vẻ là không đúng ý thì người ta sẽ quạo lại thôi. Nên là em cũng không thể đoán được là người này hát hay hay dở. Nhưng mà em cảm thấy đây là một người rất seriously, tức là một người rất là kiểu như là nghiêm túc ấy ạ. Thì em nghĩ là... Một... Không em ạ, à, người nghiêm túc là em chứ không phải bạn ấy. Em hiểu không? Tất cả những cái gì em thấy nãy giờ là diễn xuất. Anh này là dân diễn kịch. Anh rất là hài hước. Nên cái mặt đây này, cau có kiểu này là cau có đùa đấy. Hiểu chưa? Thế mà... chắc anh Thành có thông tin ngoài lề thôi, em nghe anh ý. Mà nó vẫn nghĩ là em ngoài lề anh ạ. Em thông tin ngoài lề. Quốc Anh, dạ. Em đã hiểu anh chưa? Dạ, em hiểu chị hơn. Trời ơi, Thành ơi, bữa nay anh thấy em cô đơn lắm luôn á nghe Thành. Nha. Cô đơn riêng mình em ở đây đó. Anh thấy anh may mắn chưa? Chứ sao? Khi anh gặp đúng được rồi, hai người tại của Chi Giang và không? An Giang thấy không? Đã. Cùng tên với anh luôn thấy không? Đó. Anh không cô đơn. Đúng rồi. Anh thấy kìa, mình nói thấy chưa? Tiên tiên ơi. Chào cấu rồi. Quán rồi anh ơi. Hai tay là bắt bướm bướm luôn rồi. Bắt bướm bướm luôn rồi. Anh thôi. Anh không. Ở đâu quăng cho tôi hai bên Dương Long Triệu Hổ như trời. Anh nghĩ rằng là đến bạn số 2 thì bắt đầu hai em của Trấn Thành sẽ nhập cuộc hơn nha. Hai cái giọng người khác lồng tiếng vô nữa đó. Bây giờ cho em, cho đội của em nói trước thử coi em coi cái tư duy họ đã thay đổi như thế nào sau vòng 1 nè. Mời em. Dạ em thấy chị số 2 chắc là cũng là đồng nghiệp với anh số 1 chắc cũng hát dở giống nhau ạ. Xuất sắc. Tại vì
Tại vì em thấy hát dở ạ. Wow. Hương thấy sao nhỉ? À, em thấy chắc chắn là bạn này không phải là nhân viên kiểm định đồ gỗ rồi. Đấy. Vì là tất cả những cái hành động của bạn ấy đều rất là không chính xác rồi. Đấy. Rõ ràng bạn ấy không phải thì em nghĩ là hay là bạn ấy hát hay nên là bạn giả vờ thế nên để cho mình Em tỉnh táo hơn một tí rồi đấy. Chúc mừng em. Ủa nhưng mà Thành, bữa nay đi họp tổ dân phố. Có vậy lo lắm. Hương là bắt đầu là đấy vào cuộc hơn tí rồi đấy. Ừ. Nha, bây giờ Quốc Anh vẫn nghĩ là con số 2 là đồng nghiệp của số 1 nha. Dạ thưa quý vị. Dạ vâng. Em lên làm được manh đi Thành. Thôi. Em đem bỏ về đi. Em thấy bình thường là kiểu là khi mà khách mời xuất hiện á là không khí rất là nhộn nhịp. Đúng rồi, mà sao đây nó cứ trầm trầm nhỉ? Hơi lạnh nhạt anh nhờ. Đúng rồi, lạnh nhạt cái gì? Không phải lạnh nhạt em ơi, nhục nhã đó em. Không nhục gì, giận. Ăn gì đẹp dữ vậy? Ăn gì đẹp dữ vậy? Thôi lên đi, chốc được em sẽ khao nước mọi người để tạ lỗi. Khao rồi để ăn cho mập nữa hả? Các bạn ơi, hãy tập trung và anh đại nghĩa nào. Nhiệm vụ thì mình phải đứng đây thôi, chứ thiệt ra mình mặc cảm với hai đứa em nó ghê lắm. Thưa quý vị, em giới thiệu nhẹ thôi. Siêu mẫu Minh Triệu. Diễn viên điện ảnh ca sĩ Diệp Lâm Anh. Siêu mẫu đương nhiên đẹp cao đúng rồi. Diệp Lâm Anh có gia đình, có chồng, có con rồi mà vẫn tiếp tục đẹp. Có lý do gì vậy em? Bản thân mình là cũng cố gắng là khi mà sinh con xong thì mình không có để cho mình quá là xề xòa. Thì cũng cố gắng tập thể dục các thứ lấy lại vóc dáng. À, em có ăn uống kiêng khem gì không? Dạ không, em ăn uống khá là thoải mái. Khá là thoải mái, còn Minh Triệu sao em người mẫu có phải ăn uống kiêng khem giữ gìn gì lắm không? Dạ giữ nhiều chứ anh, em hy sinh vì nghề nghiệp nhiều lắm ấy. Em Ôi, các bạn thấy tội quá. Chia sẻ cho mọi người biết là em cực kỳ là mê ăn uống. Em có thèm ăn sầu riêng không? Ủa gì vậy Thành? Anh hỏi Minh Triệu mà. Tự nhiên anh hỏi em mà có người nhột. Nãy có đẩy nhẹ ba muối. Ba muối hả? Bữa nay tiếp tục ba muối hả? Hôm nay hai em gái xinh đẹp đến với chương trình này, lẽ ra là các anh đây phải chào đón cuồng nhiệt, phải trải thảm rắc qua này kia, mà bị gì tụi em đẹp, tụi anh mắc cỡ. Mà Minh Triệu bữa nay gặp ở ngoài đời mới thấy đẹp thiệt hả chứ? Body anh chưa bao giờ gặp em ngoài đời hả? Chưa bao giờ. Anh gặp em, thí dụ như là trong các sàn diễn nó gọi là lướt qua nhau thôi. Hôm nay mới có dịp ngồi gần nhau nhìn thấy. Thế là quá em đẹp. Hy vọng là từ giờ tới cuối chương trình, là sau khi mà kiểu là em góp ý tư vấn các thứ ấy, là anh Thành vẫn sẽ nhận xét là em vẫn còn đẹp. Tức là lúc đó hình ảnh anh vẫn đẹp đúng không? Không em, đẹp chứ. Để anh lấy cái dí em rồi mày muốn anh ốm như em. Vuốt hay vuốt? Thành, sẵn tiện vuốt Diệp Lâm Anh luôn. Thí dụ sau này em có đẻ đó em vẫn đẹp như Diệp Lâm Anh. Phải. Đừng nói vậy, để đây em. Rồi, vuốt nè. À, không sang. Trời ơi. Anh ơi, cái hộp của trên tay anh Thành còn to hơn hộp bên đây nha. Không có em, nhiều khi cái hộp đó để lên hình vậy thôi. Thôi ba này hộp é, hộp gà rồi. Em cảm ơn nè. Đúng em rồi. Nói một câu trên cũng này giống nhau. Chất lượng nãy giờ coi, có nó hòa nhập vào cuộc sống coi. Chưa, để tìm em nhận xét hết được không? Em chưa nói luôn. Bé, nói cho bé, dạ. Nói bé. Là trên này lại thấy những người mà lùng. Hơi nhiều. Đâu rồi. Ví dụ như lại mập á. Ví dụ như những ca sĩ mà trong cái giới ca sĩ mình á, lùng là ví dụ như vậy. Dạ, nhiều lắm. Chị siêu black nè. Nói thêm lùng nữa lát nó bỏ về. Nè, chị siêu black là vừa lùng vừa mập luôn ha. Cực kỳ khỏe luôn. Tuyệt vời đúng không? Hết lấy cua hơi đó. Đúng không? Đúng. Xuất sắc. Đó là exactly. Gì nhỏ, nhỏ khóc. Nhỏ nào khóc? Nhỏ khóc luôn. Số 3 hả? Nó đang gục, nãy giờ nó trộm nước mắt. Ơi. Chứ anh tưởng nó gục mặt làm gì? Tại vì bạn ấy đang đóng vai nhân vật là tù trưởng của cái bộ lạc này. Hồi nãy là buồn ngủ. Nói xong khóc em phải dụi nước mắt. Thấy nhỏ. Luôn à. Thấy luôn. Trong cái mớ lông lá lùng nhùng em thấy được giọt nước mắt luôn á. Tuổi thân anh nè, thí dụ nè. Anh nhìn nè, tổng tác nè. Là buồn ngủ đúng không? Nãy em thấy nè. Là dụi đó. Không có em ơi, lông chọt ở trong mắt ngứa gãi vậy. Trời ơi, anh son thiệt á. Không, em nghĩ là chắc mấy bữa dài là tập với chương trình mà mặc mấy cái lông này nhiều quá nó dính vô mặt rồi bị dị ứng. Bữa nay mặt mày tèm lem hết trơn cho nên là che cái mặt lại anh. Sao mà nghĩ lên tôi bị dị ứng được dữ vậy? Lan Hương, em thấy sao nào? Em thấy bạn này cũng không phải là bán vé số rồi. Khẩu hình của bạn ấy giống như là bên anh Giang nói là đúng là khẩu hình của bạn ấy là có chủ đích hơn là những cái khẩu hình kiểu AO. Thế nhưng mà để mà nói hay hay không thì cũng vẫn là khó nói. Hay là mình sao anh rồi anh chốt đi. Anh trước đi rồi anh chốt cho em nghe này. Cho một câu mà nó hòa nhập vào cuộc sống thế nào.
Như bên team kia nói là anh này là có một thân hình rất là khỏe, vạm vỡ. Em thấy chắc chắn là anh thì sẽ có một cái giọng khỏe, giọng rất là nội lực. Nội lực. Với cả thứ hai là em thấy anh ấy rất là rụt rè khi mà quay clip này. Tại vì nên là khi mà rụt rè khi mà trong hành động thì em nghĩ khi mà hát thì nó sẽ phô được hết ra cái nội lực đó. Không hay. Không hay. Tôi bảo đảm luôn số 3 không hay. Tại sao? Hay số 3 là cái dạng là chiều nào anh với em đáp bên thềm 12 đứa xem. Không, nhưng mà không có điểm nha anh đâu. Hồi nãy cũng ok lắm. Anh hai không có đãi gì vậy đâu. Anh à. Số 3. Không biết là ca hay vợ mình khoan bàn. Đầu tiên tôi chỉ nói gia cảnh khủng. Khủng cái gì? Một sợi dây chuyền vàng y thấy bự vậy cũng. Nó bán vé số kiểu gì mà dây chuyền nó lòi trong lòi ngoài ra tôi thấy nó quạo nè. Cái thứ hai, chân mày xăm nha. Nha. Rất tôi đã nói rồi, cái giọng hát lên. Chân mày xăm rất đậm. Và cái thứ ba, rất điệu. Rất là điệu. Bạn này mà ra hát một vợ là vợ vui vợ hài, làm cho lố lên rần rần. Yêu nghệ thuật không, khóa diễn xuất. Nhưng mà cái hướng đó lại ít hơn. Còn hai ra hát là phải hát ở những loại nhạc hơi đi qua chút xíu, hơi có vẻ nguy hiểm, có thể phù hợp với Lan Hương. Nếu em muốn xua về bạn này, chúng ta hãy dùng quyền bảo kê ở chỗ này để chặn đứng lại bên kia. Mình sẽ bảo vệ bạn thì đến cuối dòng cuối. Em hãy nhìn kỹ một lượt đi, toàn trai xinh gái đẹp không, đâu phải ai cũng có thể hát được dòng nhạc của em, đúng chưa? Ủa thế sao mình không xem tất cả mọi người chứ? Dĩ nhiên, anh nói dĩ nhiên. Tại vì em biết sao không? Tại sao mình không không? Tại vì nếu bên kia mà người ta cảm thấy ai chắc ăn, người ta chốt liền trước mình là mình mất cái quyền đó, em hiểu chưa? Hơn là người mình đánh liều là ăn nhiều. Vậy thôi. Ý là cho em suy nghĩ thôi nha. Ừ. Rồi, vậy mình suy nghĩ thêm một chút nữa ha. Sao Quốc Anh, em có ý kiến gì về con ốc của em không? Ốc này... Em mê ốc không? Em mê những thứ xoắn xoắn á. Nói gì nói cái gì suy nghĩ vậy thế ta? Nói gì Thành? Nó xoắn xoắn. Nó mê những cái gì xoắn xoắn. Lại mê cái gì? Là em mê con ốc. Quốc Anh, Quốc Anh. Đầu thiệt luôn. Chị nha. Nhớ cái nghĩa là em mê anh đúng không? Thưa quý vị, anh là con ốc mà em mê cái xoắn xoắn là em mê anh đúng không? Thưa quý vị, hãy về đây bên anh em. Trời không chạy tất cả. Đẹp. Nhan sắc không là tất cả. Anh Ngọc đừng có nói vậy, Quốc Anh đóng phim chung với em dễ thương lắm, lanh lắm. Tại vì anh là một thần tượng của Quốc Anh đúng không? Anh hay tâm sự với em, rất là thích anh Thành. Nhiều khi vô cái bị áp lực. Đẹp không bao giờ. Em thích anh lắm hả? Dạ đúng rồi. Nãy nói chưa em nè. Chưa hề thấy. Giống như nãy giờ nó giận thì tôi nó không muốn nói. Thôi Quốc Anh nói đi. Không, số 5 nói số 6. Cái giờ số 6 thấy số 6 sao? Ủa em thích con ốc lắm. Làm sao? Trời ơi, mày làm sao vậy? Mày làm sao vậy? Nhìn kỹ, nhìn kỹ, nhìn kỹ số 6. Nói đi, hát hay dở mà nói đi. Hay. Rồi, hồi nãy thì Chi Dân rất là muốn chờ đến cái cô gái số 6 này. Thì bây giờ em nhận xét thế nào? Đó, mấy người đàn ông này thấy không? Tên có trăng quên đèn thấy không? Tên lên đi, số 5. Số 5 ha. Dành giật cho giữ em vô. Em vẫn thích số 5. Tại dạ. Em chốt số 5 luôn. Tức là em sẽ chọn số 5 đi hát cùng với em. Đúng rồi, cuối, em đúng không? Chọn số 6 đâu. Số 6 chảnh lắm. Em không thích mấy bạn chảnh. Chảnh cái gì? Người ta đang diễn. Bà biên tập Nguyễn Thị Ngân bắt ta làm gì vậy? Giờ bạn cười em tí xíu cũng được. Nói chứ à, cười gì? Số 5 người ta cũng có cười với em đâu. Nhưng mà em... thấy bạn mặt bạn cũng cười cười đó. Em anh là... mắt biết cười. Em là đàn ông dễ dãi. Người ta phụ nữ mà tứ ra cả ai cũng cười hết trơn là phụ nữ dễ chinh phục gì thì có gì đâu mà hay. Đúng đâu, rồi anh. Đâu. Đôi khi ta gặp nghe đối tượng ta cũng cười cười á. Không phải nha. Thí dụ sâu xa như vậy mà em làm cho cô ấy rung động cho tới cuối. Người ta là say the best for last. Người ta kêu là đẹp trai không bằng trai mặt đó phải không? Đúng. Mình phải lì này kia để chinh phục. Ở trong trường hợp này vì sao đó? Vì sao bạn ấy không cười với em biết không? Không có ưa mặt mình rồi chứ. Sao vậy Thành?
em tiếc á. Hồi nãy đáng lẽ là bé mà số 3 chắc ngon á. Nhưng mà bây giờ bên kia chốt rồi. Nhưng mà bây giờ sao? Chắc chắn chưa? Có muốn thay đổi qua số 6 không? Đàn ông mà. Không, ngồi nó đàn ông nói là làm, Việt Nam nói là làm. Đúng rồi. Chốt mờ mạng, đúng không? Chốt mờ mạng số 5. Tại sao người nào người ta cũng đứng một cái tư thế nó gọi là nó rất là thẳng thốn đúng không? À. Tại sao bạn đấy không khoanh tay đứng thẳng mà tại sao phải niễn như này để làm gì? Phải niễn á? Tôi thích động từ niễn. Tôi khoái cái động từ niễn. Phải niễn như này để làm gì ạ? À? Gây sự chú ý. Tạo nét. Tôi đánh giá rất cao Minh Triệu nha. Lời khen của tôi không hề rút lại nha. Em không những đẹp mà đẹp thông minh. Cuối cùng cái niễn I là... like you baby. Cuối cùng cái niễn là sao? Là chưa biết. Anh rút lại nhẹ lời nói vừa rồi nha. Anh rút lại liền lời nói vừa rồi cho em nha. Số trước mà em xem nha, là chương trình luôn có gợi ý phải là một tí xíu nào đó về cái giọng nói của cái người này đúng không? À. Cái này là không có một cái gợi ý về giọng hát. Ừ. Đó. Cho nên là bây giờ mà em khẳng định luôn á, em sợ em bị hố. Ừ. Mọi người phải nên hiểu vì sao cho không cho đứng cái thùng gì mà đứng thùng rác. Mà đứng cái thùng rác mà thùng rác tới đây thôi nha. Có những thùng rác tới đây tại sao không đứng? Tại sao? Thúi. Nó hơi. Mà cái thùng rác ở đây á là nó vừa che đúng ngay chỗ cái gọi cái mini jeep dưới đây. Ở dưới đây là một cái đôi giày gì đó khủng khiếp, lát bung ra là phá đó. Đó. Hay. Không có đâu. Chắc ca được nhưng mà ca cái dòng nhạc thí dụ như là bao nhiêu lâu ta không ngập đâu, bao nhiêu lâu ta không mất đâu. Sao chọn hát cái bài đó vậy Thành? Tại vì cái em nghĩ vậy thôi. Vô tình nữa bé, anh vô tình thôi. Sao chú? Dạ. Chú nhận xét giùm con cái. Dạ. Cái cầu này á là một con cầu xui, mặt cái thần gì không mặt, mặt thần chết. Làm cho sống qua vòng hai được. Chắc cái nghiệp á, nghiệp nó dướng như mình, nó giận vô đúng loại. Còn Minh Triệu, em khẳng định là chắc chắn là bạn này không báo mưa rồi đó. Cái khuôn mặt của bạn trong video clip là một cái khuôn mặt kiểu rất là no tròn béo tốt. Mà kiểu rất là ham vui và rất là giải trí á anh. Nhiều khi bạn chỉ tới đây để bạn vui là chính vui thôi đúng không? Vâng, em nghĩ đây, như vậy. Nghe người có chuyên môn nói chuyện này. Đó, Trung Quân. Có cái tập nào mà mình đưa bà Ngân ra đây mình xử rồi em tự nhiên xàm lên có cho hát xì rồi bác người ta đoán giọng sao đoán được anh. Vậy sẵn tiện hỏi Trung Quân luôn nè, nếu như mà ca sĩ mà hát hay như em á nha, hát xì thì cái âm thanh hát xì đó nó có hay hơn người bình thường không? Có, em feel luôn anh. Achi. Hát xì mà feel được nữa. Anh thấy dạo này em giống quạt quạ lắm á Quân. Dạ em là Quân quạt quạ mà anh. Em nghĩ là chắc là hát không hay đâu. Không, anh nghĩ hồi nãy em chỉ nói tới cái vụ là con nhà giàu thôi nha. Em chưa nói hay không hay tại vì luôn luôn có hai xác suất. Vậy là cũng 50-50 đúng không? Nhưng trong giây phút này giống như nó đang hân hoan để một lát nó ra hát hay chứ không phải là cái dạng mà giọng ca bị ổi. Thôi kệ đi, qua số 3 đi, từ từ loại suy đi. Qua số 3 Trung Quân sao em? Ham vui nha. Em thấy bất mãn quá anh ơi. Công nhận. Yeah. Đúng. Em thì muốn đi Quân về ơi, lắm luôn. Đi ăn lẩu. Từ đi ăn lẩu thì hôm nay là em mới bảo anh định là tắt điện thoại đi ăn lẩu rồi. Thực ra là cái dạng trước người ta có lý do hết. Nhỏ đang đi làm, đang làm lỡ vợ. Đúng. Thì nó cho em đi nghỉ. Mà đi nghỉ thì nằm, nhìn lên nóc. Mà mấy cái banh che, vỡ banh nóc. Hay, cái này hay nha. Ê, miếng này dính nha. Miếng này dính nha. Hợp lý nha chú. Vậy sao? Sự là em đã sáng suốt. Sao? Khi mà về với anh rồi. À. Anh nói hộ tiếng lòng hết rồi, em đâu cần nhận xét gì nữa. Đi về luôn. Đi chơi gì hai người em mà không có chuyện chơi gì nữa. Giờ mình coi những người làm cha làm mẹ nè. Đó, em nói về những người con như thế này đi. Ngày xưa ấy là em là dancer cho nên là em nhìn bạn này em nghĩ là bạn này á rất là giống dancer, giống như lúc nãy Triệu nói rằng là cái bạn số 1 này thì giống dancer hơn. Nhưng mà không, theo như em nghĩ là bạn này khả năng bạn này là dancer bởi vì cái đôi bốt này, em nhìn cái đôi bốt này rồi là cái dáng này, rồi cái khuôn mặt của bạn ấy á, em nghĩ bạn ấy sẽ là dancer, mà dancer thì khả năng là hát. Khó có khả năng hát hay lắm. Đúng. Bạn này á là dạng lanh lợi chứ không phải là ngờ ngợt đâu nha. Em nghĩ là chương trình là một cú lừa thôi. Anh nói là Ngân không lừa anh được, nhưng em nghĩ chắc là Ngân nào đấy lừa anh được rồi. Vậy sao? Em nghĩ là chắc là hát hay đấy. Why? Không có why gì hết, tại vì anh chọn sao thì em chọn ngược lại cho nó vui mà. Không có gì. Trời ơi, bé sâu sắc. Thích cái đoạn này. Hồi nãy và số 5 từ đầu á là đều tay nha.
Bây giờ nhịp làm nhịp nghỉ nha. Chữ mặt nè trong lòng nè. Con quỷ ngon. Giao cái vai gì. Hiểu không? Không vui như nó nghĩ. Để anh nói xong bên này đó nè. Đeo mắt kiến rồi mà còn vẽ chân mày nha. Mà còn vẽ mắt anh nha. Kỳ quá à. Em cũng vậy. Ờ em cũng vậy nè. Có nghĩa là hôm nay người ta tới đây để hát. Em thì em có 50-50 là cậu này sát. Cái phần hay nhiều hơn. Phần hay nhiều hơn. Và cậu này quần áo và dép cũng ngon lành cành đào ấy. Vâng, chứ còn số 5 thì chắc hát dở nha. Số 5 khoan bàn tới. Ok anh. Tới cái bạn số 4 này là em mới gọi là quan sát kỹ. Thì em thấy như anh Thành á, nãy anh nói đó. Thì em nghĩ là chắc bạn này chắc bạn bán bún thật anh ạ. Nhưng mà còn hát hay hay không thì chưa biết. Bé đang nói thiệt không ta? Em nói thiệt đó anh cứ nghĩ là thiệt đi. Ừ, cho nó thiệt vui anh. Thiệt à? Ừ. Thiệt à? Hay à? Ừ. Rất giống Bảo Anh. Rất giống ca sĩ luôn. Thì có thể là hát sẽ hay. Bạn này phải làm một động tác nữa với giống Bảo Anh. Ví dụ như thả hai cái lụa xuống, cầm hai cái đùi gà lên là giống Bảo Anh. Mình bán gà mà con. Chuẩn bị, nhà đang chuẩn bị mở thêm nữa đó chú. Vậy hả? Dạ, tại con thì định cho mẹ kiểu lớn là cũng nghỉ ngơi. Nhưng mà tại khách người ta yêu cầu quá đành phải mở thêm. Thấy ghét không? Ý nhà ngon quá, bây giờ muốn đóng cửa khách không cho phép luôn á. Nhưng mà cô này hát không hay chứ. Sao Quân? Nhìn cũng thấy nó bất lực quá à. Mệt em ơi, chẳng qua là mệt thôi. Sao có thể dùng cái từ bất lực để diễn tả một người phụ nữ chứ trời ơi trời. Con bé này nó có hai trường hợp xảy ra đều đúng nha. Một là nó dở thiệt, nó dở từ tâm, nó dở ra. Hai là nó hát hay. Nó nãy giờ những cái chuyện này là nó mệt quá. Giống như biểu em mà ca hay, biểu em đứng em quạt mà hầu em biến á. Thành thử ra là đứng nè kêu tao ca hay bắt tao làm cái điên cái khùng gì vậy Ngân ơi, mày khùng hả Ngân ơi. Kiểu như thế em. Wow phải không? Wow. Rồi, cô bé này coi như là 50-50 nha. Để lại đó. Anh có bao giờ mà nghe mẹ bảo anh ca chưa? Ca nhức nách luôn, ca mà đi bán cơm luôn á. Bà bán cơm, bà nhức nách là do bà chặt gà. Chứ phải vô ca. Không hay á, em nghe mẹ bảo anh ca gầu với bộ nhà có lắp karaoke bộ. Vậy là còn bà này hát dở. Hát dừa dừa thôi. Đó, Khương dừa, hát dừa thôi. Hát dừa thôi. Sao hát hay được. Ok, thôi được rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ hội ý với nhau nha. Cảm ơn Khá Việt, cảm ơn Khá Việt. Mời em về chỗ, ngay. Anh biết rằng em đã bấn loạn lắm rồi. Em muốn phát biểu, anh có sao không? Có sao không em? Em ổn mà không? Em ổn đúng không? Thực sự thì đúng là những người đàn ông mà nam tính như em, anh Tài thực sự không có kinh nghiệm trong việc phân biệt này. Mời đi về chỗ. Không có trách được, tại vì nếu mà ai mà lần đầu tiên mà gặp Kiên là nghĩ là gái thiệt là đúng thiệt. Cho em nói được không? Nói em nói dạ. Đi. Anh biết sao không? Lần em không, trên đời này không có người con gái nào có giọng nói đàn ông như em đâu. Anh Thành cũng nói luôn, anh Thành nói nếu mà em có động phòng á thì em hãy im luôn từ đầu cuối đi. Chứ em mà nói chuyện ra một cái là nó chạy mất dép luôn á. Không biết sao nó đàn ông em vậy rất đó. Rất là đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Ủa đi cuối cùng là em là con gái. Giọng đàn ông thôi. Anh đây thôi, ôi trời ơi. Bất tin kìa. Ôi trời ơi, tới giờ này chưa biết à. Thế như nào? Hạch nào? Đây này, thế con lạy tổ. Trời ơi, Viên ơi là Viên. Tôi thề bạn. Eo ơi, giờ này mà còn chưa biết. Giờ này bạn chưa biết, em tưởng con gái. Và lên lúc hát xong thì Hưng nói em tưởng lại tưởng con trai là, hóa ra là con trai. Nhưng mà đây là thực ra con gái giọng đàn ông. Dạ, hóa ra con gái giọng đàn ông à. Tin, vẫn tin. Nó vẫn tin. Trời ơi, vẫn tin. Eo con lạy hồn. Làm gì có con gái giọng đàn ông? Này, bây giờ là đôi giày đinh hay là đôi guốc? Thôi em không nói nữa, em nói ngu lắm. Rồi em cảm ơn anh Tài, mời anh Tài về chỗ. Riêng 6 người ở đây mình em đeo kính. Okay. Em giới thiệu một tí về mình nào. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép em xin kính chào các anh chị ở đây. Dạ, cộng đồng Zalo Facebook, em tên là Lương Trung Kiên và tên con gái em là Bò Dừa Viên. Con gái gì vậy? Cậu, tại... Từ ngày xưa đến giờ em rất là thần tượng anh Chí Tài. Mà không, em không ngờ là ngay tập của em anh là ở đây khách và mời. Anh khách mời à. Em đã thần tượng đúng người. Anh Chí Tài cũng là một người sống rất đàng hoàng trong nghề. Và những người sống đàng hoàng nhau vì sẽ không đến với nhau. Em hãy đến hung anh một cái để tỏ ra cái lòng chân thành của mình. Đi, qua đây cưng. Come on baby. Come on baby, đúng rồi. Đẹp. Đẹp nha Kiên. Hồi nãy á, là trên sân khấu tôi thấy hai điều. Điều thứ nhất là
các việc rối đùi là các việc. Điểm thứ hai tôi thấy là giống như Kiên á, nó cầm cầm tay Tí Tài, ba bệnh hay ba lên Sài Gòn khám. Và cảm ơn anh Tài đã giữ lại một bông hoa rất đặc biệt ngày hôm nay cho chương trình của chúng ta thêm phần thú vị.